Rồi mình chào tất cả mọi người ha. Thì video hôm nay mình chia sẻ tới mọi người, đây là một cái video, ở đây là một cái motor rất là huyền thoại. Nếu mà anh em nào bọc chế mà chuyển đổi từ quạt không chỗ than, motor rootless á, không chỗ than qua để mình sử dụng quạt á, thì đây là cái motor từ máy photocopy, motor 2 tầng mạch nha. Đó, motor này thì nó đã là huyền thoại rồi, 21W từ máy photocopy. Mình chuyển đổi qua quạt thì anh em đang ngại nhất là cái vấn đề là nó đang chạy ngược dòng tua, là cái chiều mình quay á là nó ngược, đâm ra khi mình chế vô quạt á là anh em không thể đảo chiều được. Nên anh em hay mua cái động cơ của Trung Quốc, cái động cơ Nidec á, là động cơ đó của Trung Quốc là cái loại mà mỏng hơn á, loại một tầng mạch á. Đó là anh em về anh em chế. Chứ thật ra thì mình chế cái motor này mình xài rất là bền, mình đã xài trên 5 năm rồi đó. Là hầu như không có vệ sinh, không có dầu mỡ gì đó. Mình chỉ có bám bụi là mình đem ra mình lấy máy xịt khí mình xịt thôi. Đó, đây là cái motor huyền thoại 21W ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cách mốt lại là làm sao nó cho nó chạy thuận chiều để mình làm quạt ha, để mình chế vô độ quạt ha. Thì trước tiên mình sẽ gắn dây, mình sẽ cho anh em, đây là cái motor zin nha. Cái motor này là do một người bạn hôm nay họ tặng cho mình. Chẳng qua là họ bị làm hư cái này nè, họ không biết, họ đem họ hàng á thì cái từ nó bị mất rồi đó. Thì mình vẫn để nguyên vậy, mình sẽ test cho anh em xem ha. Anh em để ý cái chiều mũi tên của mình nè, mình đánh nha. Cái này là cái đít motor này nó đang quay theo chiều kim đồng hồ. Khi mình cấp điện vô đây, bây giờ mình sẽ cấp điện ha. Mình cấp điện 12V vô cho nó chạy từ từ cho anh em coi cho nó dễ ha. Nó sẽ hơi giật tí xíu nha anh em. Là do cái nắp này nó không có đóng á mọi người, nên anh chị em mình thấy nó quay đó, thấy không, nó bung cái nắp này nó hơi khó tí xíu ha. Là do mình sẵn mình tháo ra mình làm thì mình chia sẻ đến mọi người luôn. Đó, đại loại thì nó quay vậy ha mọi người ha. Tức là khi nó quay theo cái chiều kim đồng hồ, đây là cái nắp đít, anh em nhìn vô thì nó sẽ quay theo chiều này, đúng chưa? Và khi anh em lắp lên quạt thì cái cánh quạt mình lắp ở đây, cái motor cái này mình lắp đằng sau đó, anh em quay theo chiều kim đồng hồ đây, thì mình đảo ngược lại cho anh em thấy là cái cốt này nó đang quay ngược chiều kim đồng hồ, thì anh em không bao giờ anh em gắn được cánh quạt ha. Đó, chính vì vậy thì mình làm sao để cho nó quay, cái thằng này nó sẽ quay ngược lại, thì cái cốt này nó sẽ quay thuận chiều kim đồng hồ, để em gắn cánh quạt ở đây nó mới ra gió được, không có nó chở ngược lại là gió ngược ha. Rồi mình sẽ tiến hành mình mở cái motor này ra mình mốt lại. Thì chẳng qua là cái motor này do cái nhà sản xuất người ta không đưa cái dây, là do người ta sử dụng cái một cái chiều thuận thôi, nên người ta không có đưa cái dây ra ha. Mình mở cái chuông ra nè. Rồi có tất tổng cộng là 6 con ốc ha mọi người ha. Mình mở ra 6 con ốc. Mình cứ lấy ra hết. Rồi. Sau khi mình lấy ra thì mình sẽ nhấc cái cuộn này lên. Đó. Cái này là cái đế nhôm nha. Thì mình mở ra được như vậy. Đó. Đây là
Động cơ nó sử dụng hai hàng IC, một cái hàng ở mặt dưới này và một cái hàng con IC ở dưới đây. Thì mình để mình khi mình mốt lại đó, thì đây mình sẽ cho anh em xem tổng thể luôn cái động cơ này, gọi là động cơ 21W từ máy photocopy ha. Nó hai tầng mạch. Đây, nguyên bản của nó. Và đây là các chân. Đó, thì ở đây là nó sử dụng cái chân kích là CCLK nha. Đó, nó sử dụng chân kích xung là CLK. Thì các bạn phải sử dụng một cái mạch rời ở ngoài để mình điều khiển ha. Mình có thể sử dụng mạch sử dụng con NO55 để mình điều khiển, mình tạo xung cho nó là nó chạy thôi. Rồi thì để bây giờ mình nói vô vấn đề là mình sẽ kích cho con này nó chạy ngược lại. Thì điều đầu tiên á, thì các bạn hơi banh cái vĩ mạch này lên, coi chừng gãy nha. Mình banh nhẹ thôi, mình để mình dỡ cái hàng chân, hàng rào cảm ga, hàng rào đây là nối hai cái mạch lại. Đó, mình bẻ lên xíu. Thì anh chị em mình thấy ở đây có một con IC. Chắc hơi tối rồi. Đó. Đó, mình để gần cho anh em thấy luôn. Con đó là LB11923. Để mình xem lại cho rõ. Đúng rồi mọi người. Đây. Mình sẽ mốt trên con này ha. Con LB11923 nè. Đó, mình đã rất gần cho anh chị em mình thấy. Thì ở trên con này á, thì anh chị em mình thấy này, ở đây nó sẽ có một cái dấu chấm là cái điểm đầu của con IC. Thường là cái nhà sản xuất người ta sẽ đánh dấu, và ở cái chân đầu tiên này là chân số 1. Thì con IC này là mình nhớ hình như là nó khoảng hơn 40 chân. Một bên này nó khoảng 20 mấy chân á, bên này 20 mấy chân nữa. Thì mình chỉ mốt bên đây thôi. Các bạn đếm từ ở trên đầu này xuống, từ cái dấu chấm này xuống 4 gạch là cái chân số 4. Mình móc ra, mình đấu vô mát ha. Đó, thì trên thực tế thì mình đã kiểm tra rồi, nói chung là nó rất là nhỏ. Thì khi các bạn mốt ở cái chân đó, đó thì nó rất là khó. Cái chân IC thì không biết là nhà sản xuất có ý đồ gì đó, họ đã để sẵn chờ cho mình cái chân đây. Các bạn thấy đây, chân số 4 của nó đây là nó sẽ được đấu ra cái dấu chấm này. Đó, cái dấu chấm này, dấu chấm ngay đây. Không biết anh chị em mình thấy rõ không? Hơi tối quá. Đó, ngay chỗ cái đầu mình chỉ đây. Tức là bây giờ cái hàng đầu mình nói luôn đi, cái hàng đây, cái dấu chấm đây. Đó, ngay điểm này là mình đã đo từ cái chân số 4 và nó ra cái điểm này, là hai cái đường này nó thông nhau. Thì mình sẽ tiến hành, bây giờ mình sẽ hàng một cọng dây vô đây và mình đấu về mát, là mình đấu về âm tụ. Đây, ở đây có một cái con tụ đây, chân âm nó đây. Thì các bạn đấu về mát là cái motor này nó sẽ chạy ngược, nó quay ngược lại. Thì để thuận tiện hơn á, tại vì cho công việc độ chế, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình móc cọng dây này đi ra ngoài ha. Rồi mình sẽ làm cho anh chị em mình coi ha. Đó, mình anh chị em nhớ nha, mình mốt là ở cái chân số 4 của con IC LB11923 ha. Mình lấy cái chân số 4 của nó, thì chân số 4 của nó thì ngay chỗ cái trên cái vĩ mạch đó là họ đã có một cái chân đây nè, nó thông ra đây rồi. Đó, thì mình chấm từ đây, mình đưa một cọng dây này ra ngoài. Còn nếu anh chị em mà chỉ cần nó vậy thôi thì mình đấu nó vô mát này luôn, đấu vô ngay cái chân tụ đây luôn là xong. Anh em đấu ngắn gọn qua đây thôi. Do bây giờ mình đấu để cho anh chị em mình coi, để mình kiểm chứng lại á, thì mình sẽ đấu, mình kéo ra ngoài ha. Và mình, nếu anh chị em nào tiện làm cũng giống như mình á, tức là sử dụng motor này cho nhiều thứ á, thì anh chị em mình sẽ anh chị em nào mà hay độ chế giống mình, hay là mình sử dụng nhiều cho công việc khác á,
thì mình cứ việc mình độ chế, mình móc cái dây này nó ra ngoài nha. Đó, rồi giờ mình sẽ tiến hành mình ráp lại, mình sẽ test cho anh chị em mình coi ha. Đó. Rồi mình bắt ốc vô lại. Đó, chứ thật ra là cái con motor này là mình thấy chế quạt là rất là ngon luôn, anh em xài coi như là nó đáp ứng được mọi cái yêu cầu của mình luôn. Nói chung là 21W anh em làm quạt gắn cánh B4 vô là chạy vô tư không có sợ gì hết đó. Còn chứ không phải như mấy cái quạt Trung Quốc là anh em có cái anh em gắn được cánh B4, có cánh hay là cánh anh em không gắn được B4 ha. Còn cái này là mình đã chạy cánh B4 và anh em khi anh em làm thì thay cốt, anh em thay cốt như vậy nè thì anh em đừng có bao giờ mà hàn như ở đây người ta hàn là mình phải xả ra rất là cực mà nó hư hết cái đế từ này. Rồi giờ mình tiến hành mình test thử ha. Ở đây là cọng dây vừa rồi nãy mình câu ra mình chưa có gắn vô má thì anh em sẽ dòm cái chiều này nè, nó quay nha, mình đang để nhỏ nhất để cho anh em mình coi đó, anh em thấy không? Đó đó là nó đang quay theo chiều này, mình tắt bớt đèn, cái đèn này nó chói quá đó, anh em dòm nha. Đó nghe thấy không, nó đang quay theo chiều này. Bây giờ mình sẽ đấu cái cọng dây này cùng với mát luôn, cùng với lại cái mát 24V hoặc là 12V thì anh em sẽ thấy nó chạy nha. Đây anh em thấy không, nè mình nhích nhẹ nhẹ nè, anh em thấy không, cái dấu mũi tên nó đang chạy 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 lùi nè. Đó anh em dòm cái dấu mũi tên nha, khi mình chích vô nè, anh em thấy chưa? Đó nghe thấy không? Đó là mình chỉ cần đấu cái cọng dây của cái con IC đó chân số 4 vô mát là nó sẽ chạy lùi, anh em thấy không? Đó nó chạy lùi đấy, anh em thấy thấy chưa? Thế bây giờ mình dán miếng giấy đi cho anh em coi, anh em vừa dòm cái này và miếng giấy ha, anh em sẽ thấy nó chạy lùi. Rồi mà tí mình bỏ ra cho anh em coi. Đó. Anh em thấy thấy chưa? Nó đang chạy 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 lùi đó. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình bỏ cái cọng cọng dây này ra. Đây, mình tháo ra thì anh em dòm nha, cái mũi tên nó sẽ chạy 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 tới. Do cái nắp này là mình chỉ không có gắn chặt nên không có lôi được nha mọi người. Đó anh em thấy không, cái chiều mũi ta nó đi đó, đó nó đang đi đi tới, anh em thấy không? Đó đó cái chiều mũi ta nó đang đi tới, còn giờ mình gắn vô là nó sẽ đi lùi. Đó anh em thấy không nè, đó nó đang chạy lùi nè. Đó. Thấy không? Đó. Nghe thấy không? Đó. Vậy là mình đã chế thành công ha. Thì cái này anh em có thể là anh em gắn qua một cái công tắc để mình đưa vô mát. Đưa vô mát của cái bo mạch thôi. Đó, như mình ở đây thì mình sử dụng cái mạch này. Mình không có sử dụng, mình sẽ đấu qua một cái công tắc, ví dụ như mình muốn nó chạy chạy chiều nào thì mình sẽ bật công tắc chiều đó để cho nó chạy. Để mình đáp ứng được cái công việc của mình sử dụng ha.
Đó thì video mình chia sẻ đến anh chị em mình mốt lại cái motor huyền thoại này nè, motor 21W này chạy theo đúng ý mình theo chiều kim đồng hồ. Đó anh chị em mình có thể tận dụng nó để chế những cái quạt xài pin xài điện DC 12 24.